Nhân vật đánh sập MV Chúng Ta của hiện tại là thế lực ghê gớm như thế nào? Tối qua ngày 22 tháng 2 năm 2021, MV Chúng Ta của hiện tại của Sơn Tùng bỗng nhiên bay màu khỏi YouTube. Theo đó, khi bấm vào link của MV Chúng Ta của hiện tại, người hâm mộ sẽ thấy dòng chữ video này không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ GC. Phần lớn người hâm mộ đều thắc mắc rằng đây có phải lỗi từ phía Sơn Tùng hay do phía GC đã có nhầm lẫn trong việc report dẫn đến sự cố lần này. Hàng chục câu chuyện, thuyết âm mưu nhanh chóng được netizen đào lên, khiến cho drama chất chồng drama đến tận thời điểm hiện tại chưa có hồi kết. Thậm chí, chính GC, kênh YouTube đánh bản quyền Chúng Ta của hiện tại, cũng góp phần châm dầu vào lửa khi khẳng định chính phía Sơn Tùng đã đạo nhạc. Ngay lập tức, hàng loạt các tin đồn về bản gốc của Chúng Ta của hiện tại đã được lan truyền trên YouTube, phần lớn đều cho rằng bản gốc của ca khúc chính là bản beat Cream được đính trên trang chủ của GC. Thậm chí, phần lớn khán giả đã đổ bộ vào video Cream của GC để bày tỏ ý kiến của mình, tuy nhiên đa số đều cho rằng bản beat không hề giống so với bài hát của Sơn Tùng. Ắt hẳn khán giả sẽ tự hỏi, GC là thế lực nào ghê gớm đến mức đủ khiến một MV của Sơn Tùng bay màu? Thì đây, hóa ra lại là một thanh niên producer chuyên sản xuất beat để bán cho các nghệ sĩ trên toàn cầu với profile khó có thể xem nhẹ. GC tên thật là Gary, hiện đang là một nhà sản xuất âm nhạc sống tại thành phố Liverpool, Vương quốc Anh. GC bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật thông qua việc trở thành tay trống tại Học viện Nghệ thuật ở địa phương và từ đó, anh dần bén duyên với việc làm beat nhạc từ năm 2008. Gary có một công việc toàn thời gian ở lĩnh vực ngân hàng nhưng kể từ tháng 12 năm 2018, anh đã rời bỏ công việc ổn định này để dành toàn tâm toàn ý cho việc sản xuất beat nhạc. Vào năm 2019, GC chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp, nhận được sự ủng hộ của đông đảo những người theo dõi anh từ trước. Thời ban đầu, anh làm các beat nhạc pop, tuy nhiên một thời gian sau anh từ bỏ vì thừa nhận chúng quá phức tạp. Kể từ đó anh chuyển hẳn sang những thể loại âm nhạc được ưa chuộng tại Mỹ. Theo thông tin trên kênh YouTube GC thì anh chàng có sở trường làm beat chủ yếu với dòng nhạc pop, hip hop và alternative. Các đoạn beat của anh thường lấy cảm hứng từ âm thanh trò chơi điện tử và các bộ anime Nhật Bản, mang đến những giai điệu đa sắc màu cũng như phảng phất một chút âm hưởng của jazz. GC gia nhập YouTube từ tháng 6 năm 2017 đến tận thời điểm hiện tại đã mang về khoảng 37.9 triệu lượt xem toàn kênh. GC chủ yếu làm các type beat, beat nhạc mang những đặc trưng phong cách của một nghệ sĩ nhất định, không phải là một ca khúc có thật, cần phân biệt với beat của một ca khúc gốc, để bán cho những người có nhu cầu. Các bản type beat anh làm đa dạng phong cách, cái tên GC bắt đầu nổi lên khi bản type beat theo style của Chance the Rapper trở nên nổi tiếng khắp cộng đồng nghe nhạc. Hiện tại, anh đang hợp tác với một rapper khá có tiếng của Hàn Quốc có rap name là Juno Flow. Trước đó, những đoạn beat của GC từng được dùng bởi nghệ sĩ người Nhật Syrup, rapper người Mỹ gốc Hàn Nafla. Được biết, bản beat online của anh hợp tác với hãng đĩa 88 Rising nổi tiếng trở nên khá viral tại thị trường Trung Quốc. Để phục vụ công việc của mình, GC có riêng một website để anh giao bán các bản type beat mình thực hiện. Dù không hẳn là một tên tuổi lớn được đông đảo công chúng biết đến, nhưng thông qua cách làm việc bài bản, chuyên nghiệp của GC có thể thấy anh là một người xem trọng vấn đề bản quyền cho các sản phẩm âm nhạc của mình. GC còn sở hữu số lượng người theo dõi đáng kể trên Beatstar, nền tảng trao đổi mua bán beat nhạc hàng đầu thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, trên nền tảng này, anh đã mang về tổng cộng 3 triệu lượt phát nhạc, sáng tác tổng cộng 279 tracks và mang về gần 100.000 lượt theo dõi. GC hoạt động khá năng nổ trên nền tảng mạng xã hội Twitter. Đại đa số các bài đăng của anh chàng xoay quanh công việc, trao đổi về vấn đề chuyên môn với các đồng nghiệp và nghệ sĩ khác. Nhìn chung, có thể thấy GC là một producer chuyên tâm với nghề với những sản phẩm có chất lượng ổn định, gây được tiếng vang nhất định trong giới. Trang cá nhân Instagram của anh chàng cũng chỉ có duy nhất một bài đăng. Và hiện tại, bài đăng duy nhất trên trang Insta GC đã trở thành một bãi chiến trường. Khi đông đảo fan Sơn Tùng đã vào tận nơi, chỉ trích thậm tệ anh chàng sau khi anh đánh sập MV Chúng Ta của hiện tại và tuyên bố producer của phía Sơn Tùng đã thừa nhận việc sao chép. Đông đảo bình luận bằng tiếng Việt với những ngôn từ thậm tệ, dung tục, cực kỳ thiếu văn minh đã xuất hiện dày đặc trên trang Instagram của GC. Dù sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng hành động của một bộ phận fan Sơn Tùng bất chấp tất cả để bảo vệ thần tượng là điều thực sự không nên, tạo hình ảnh vô cùng xấu xí trong mắt producer quốc tế.